nổi luôn. Bán rẻ như này gì nữa. Anh đi cạnh như vậy là này mua ra chưa? Đổ cho em lên. Để rồi. Bán máy không anh? Dạ. Bán máy không? Cái này của em thôi. Của em bán luôn. Quay như này nào, nào. Làm mà. Làm anh toàn để nguyên hết đây luôn. Anh phải nghiến răng nghiến lợi cho em. Trơn à? Nó không được lót của nó. Thôi rồi, em cứ tháo hết còn nửa nó lên. Lấy cục vít, lấy banh này mà. Chọc nó. Chọc vào thì chưa gãy. Chọc vào thì nó tụt, nhìn cái tụt thì chưa. Banh nhẹ nó ra chứ không phải hơi lạnh lạnh nó ra. Rồi hơi banh chéo đi một tí. Cứ banh đi, cứ banh cho nó cái này nó ra trước đi. Không, đấy, banh nhẹ vào. Nhẹ thôi. Đây con ốc ấy. Alo, thì rút ổ đĩa ra em ơi. Alo. Vâng. Rút ổ đĩa cho đây ra. 2 giờ rưỡi cũng được anh ạ.
Có nghĩa là anh 2,5 triệu là anh lấy gì ạ? Em có nghĩa là anh bán cho em hay là em bán hàng cho anh ạ? 2,5 triệu không được rồi anh ạ, em xuất thấp nhất là 2,6-5,10 em có thể xuất được. 2,6 anh ở đâu ạ? À, Y2 đúng không anh? Lâu lắm, cái mê đi bây giờ em xuất thấp lắm. Mê đi 5 giờ xuất có 32 con đấy thôi. Ngay là rồi. Vâng. Thôi rồi, em sẽ xuất anh 2,6. Nhưng mà con này anh để ý nhá, bao mạch của nó một số cái nó nhiều điểm nó khác nhau phết đấy anh ạ. UL bao nhiêu ạ anh? UM 80CT là gì ạ? Thế thì em sẽ check lại thông số chính xác, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Dạ vâng. Em đang có lô Menasus dòng đời cao ấy, anh có nhập không? Em để giá tốt cho. Như dòng K42, K43, K45, K52, K53 toàn mới 100%. K43, 42 em xuất giá cực đẹp luôn. Giá đổ đều với anh đấy, số lượng 5 cái đổ lên em để cho anh 1,8 triệu. Em mới 100%. Vâng. Vâng, dạ vâng, kìa. Em có miên đeo miên điếc. Vâng, CQ42 miên điếc nhiều lắm anh ạ. Vâng, vâng. Đục con ốc. Để con ốc.